Lily, các nhà giáo lấy các nhà giáo dục và toàn thể quý vị khách quý. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay, bởi vì tôi cho rằng buổi hội nghị ngày hôm nay rất là quan trọng về định hướng giáo dục tương lai. Và tôi cũng chắc rằng chúng ta có thể có được một tôi cho rằng nó quan trọng vì tôi chắc rằng chúng ta có thể có được một quyết định chung về giáo dục tư nhân. Và tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đến hội nghị hôm nay. Khi luật giáo dục tư nhân được ban hành cách đây 3 năm thì nó thực sự là một thử thách đối với ngành. Và thời gian đó thì giáo dục tư nhân đã phát triển rất mạnh mẽ với số lượng lớn những sinh viên đăng ký tham gia. Nhưng thật không may đó là sự thiếu về những khung pháp lý đã tạo cho một số những cơ sở gây ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục tư nhân. The proliferation of unscrupulous practices. Việc đóng cửa một các trường học đã dẫn đến gây tiếng xấu cho toàn bộ ngành giáo dục, dẫn đến ngành giáo dục bắt buộc phải hành động cho vấn đề này. Và chúng ta có 3 mức độ. Đầu tiên đó là chắc chắn về mức độ cơ bản về bảo vệ những học sinh sinh viên. Thứ hai đó là phát triển chất lượng giáo dục để có thể đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của học sinh. I'm glad to note that the sector. Nhưng có một tin vui đó là chúng ta đã ít tối thiểu đạt được mức độ cơ bản của 3 vấn đề trên. Và các bạn có thể nghe thông tin chi tiết từ bài phát biểu của ông Brandon. Và tôi cũng xin